14 người đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vì đã uống rượu tại chính đám tang của người xấu số vừa ra đi vì ngộ độc rượu. Người đàn ông quốc tịch Mỹ đã thực hiện hành vi dâm ô đối với con gái riêng chỉ mới 11 tuổi của người tình. Ngang nhiên đến cưỡng chế đất của người dân ở Phú Quốc và thách thức gọi công an. Cùng miền Tây kỳ thú tìm hiểu về nghề lạ, làm cống sổ vuông 100 triệu ở Cà Mau. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với tất cả quý vị nhiều thông tin nóng liên quan đến an ninh trật tự xảy ra tại các tỉnh miền Tây cũng như các địa phương khác trên cả nước mà chương trình vừa cập nhật được. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ chúng tôi sẽ được bắt đầu từ những tin nóng nhất. Mời quý vị cùng theo dõi. Mặc dù còn khoảng hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng thời điểm này không chỉ làng hoa Sa Đéc, làng hoa Đà Lạt mà làng mai Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang hối hả việc chăm sóc mai. Điều này được ví như là chạy đà để có được một mùa mai tốt. Theo ghi nhận, dù thời tiết mưa nhiều nhưng tỷ lệ mai nở sớm ở các vườn năm nay ít hơn hẳn các năm trước. Chất lượng nụ mai khá tốt nên đa phần nhà vườn phấn khởi, thưa quý vị. Theo nhiều nhà vườn, đây là giai đoạn then chốt để dưỡng cây phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán, nên việc cắt tỉa, chăm bón mai đúng kỹ thuật, thời tiết ủng hộ là rất quan trọng. Dù vẫn còn lo ngại thời tiết khiến mai nở sớm hoặc nở muộn, tuy nhiên người trồng mai cho rằng nếu mưa nắng không quá thất thường thì khả năng cao mùa mai năm nay trúng mùa, sản lượng mai đưa ra sẽ dồi dào, giá tốt. Theo thống kê mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, ước tính diện tích hoa cây kiểng trên địa bàn hiện đạt 2.440 ha, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó hoa mai 810 hectare, diện tích canh tác tăng mạnh so với các năm trước. Hồng trầu gió từ món ăn dân dã giờ đây đã trở thành đặc sản của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hồng trầu gió Đà Lạt được du khách đến tham quan nghỉ dưỡng rất yêu thích, đặc biệt là được tham quan trải nghiệm quy trình chế biến rất khắt khe của món ăn này. Hồng trầu gió được người dân Đà Lạt bắt đầu làm từ giữa tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Những trái hồng đã già, đủ lượng đường sẽ được thu hoạch về để sơ chế, gọt vỏ, vô trùng và được đưa ra treo ở điều kiện trời nắng ráo, nhiệt độ ngoài trời từ 25 tới 30 độ và kéo dài khoảng 3 tuần tới khi khô. Mình đến từ Hà Nội, thì thực tế là mình cũng được ăn hồng trầu gió rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên là đều là do bạn bè mình ở trong Đà Lạt các bạn gửi ra. Thì lần này có dịp đến du lịch ở Đà Lạt thì mình cũng thực sự là rất là muốn được trải nghiệm thực tế cái quy trình làm hồng trầu gió và thưởng thức tận nơi. Theo bà Đặng Thị Thu Vân, chủ cơ sở hồng trầu gió Lễ Vân, phường 10, thành phố Đà Lạt, hồng sấy lọ truyền thống có giá từ 200 đến 250.000 đồng một ký, thì hồng sấy gió theo công nghệ Nhật Bản được bán từ 400 đến 420.000 đồng một ký, nhưng không đủ hàng để cung cấp cho thị trường do thời điểm gần Tết nhu cầu tiêu thụ lớn. Hồng trầu gió khi được treo ở điều kiện tự nhiên sẽ giữ được hương vị, màu sắc ban đầu, đặc biệt sản phẩm này khi hút chân không sẽ bảo quản được trong thời gian từ 6 đến 7 tháng. Có mặt tại cơ sở hồng treo Lễ Vân, phóng viên trực tiếp thấy những trái hồng treo từ khoảng 7 đến 10 ngày sẽ được massage mỗi ngày để chúng mềm đều. Khi đó phần vỏ bên ngoài đã bắt đầu khô lại, nhưng phần lõi bên trong cần được làm mềm và chảy phần đường ra. Vì vậy, việc massage sẽ giúp hồng treo gió ngon hơn, dẻo hơn khi bán ra ngoài thị trường. Thông tin liên quan đến giao thông sẽ tiếp nối tin nóng hôm nay. Thưa quý vị, tính đến nay thì đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận địa bàn Tiền Giang chỉ mới đưa vào hoạt động khoảng 6 tháng. Thế nhưng trên tuyến đường này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một phần nguyên nhân do tuyến đường huyết mạch này chưa đạt chuẩn. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thống kê của các ngành chức năng, hiện nay mỗi ngày đêm có khoảng 23.000 lượt ô tô lưu thông trên đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Đối với ngày cao điểm như ngày cuối tuần, ngày lễ, số phương tiện tăng lên gần 30.000 phương tiện. Trong khi đó, tuyến đường này đầu tư chưa đạt theo tiêu chuẩn Việt Nam về đường cao tốc, chưa có làn dừng khẩn cấp mà chỉ có 11 điểm dừng khẩn cấp bố trí so le cách nhau 10 km, mỗi điểm dài 270 m, rộng 2 m. Việc không có làn đường khẩn cấp dẫn đến tình trạng khi có sự cố, phương tiện phải dừng đổ trên mặt đường, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là ban đêm. Chỉ những bất cập trên nên từ khi đưa vào hoạt động cho đến nay, đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đã xảy ra hơn 10 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 19 vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng, làm ít nhất 2 người chết, 3 người bị thương. Hơn 20 ô tô bị hỏng, trên 300 trường hợp phương tiện bị các sự cố khác phải cứu hộ. Khi xảy ra tai nạn, thường gây ùn ứ giao thông kéo dài.
Lâu nay tình trạng các tuyến đường xuống cấp trầm trọng, chi chít ổ gà, sống trâu nhưng không được sửa chữa kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, mất an toàn cho người tham gia giao thông xảy ra rất nhiều. Đơn cử là mới đây tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông đi xe máy đã bị sụp ổ gà, té ngã xuống đường, nạn nhân bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo đó, chiếc xe máy từ xa lao tới, người cầm lái không hề hay biết ổ gà giữa đường sắp mang đến tai họa. Cú sụp ổ gà vào khoảng 22 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2022 đã khiến người đàn ông ngoài 45 tuổi ngã nhào xuống đường số 1, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cả người lẫn xe của nạn nhân trượt dài một đoạn trên đường. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Người dân sống ở khu vực này cho biết sau khi tai nạn xảy ra thì vào chiều 6 tháng 11, lực lượng chức năng đến dặm vá, sửa chữa tại vị trí có ổ gà. Cũng theo lời người dân thì mặt đường tại đây hư hỏng liên tục. Cơ quan chức năng đến sửa chữa nhiều lần nhưng mỗi khi trời mưa đường lại bong tróc, rất nhiều trường hợp đã bị té ngã. Theo ghi nhận vào chiều qua, nhiều vị trí khác của tuyến đường này đang có dấu hiệu bong tróc, đọng nước. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa B cho biết đang triển khai công tác khắc phục tình trạng ổ gà trên toàn bộ tuyến đường số 1 để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Sau khi dự đám tang của một người tử vong do ngộ độc rượu ở xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, thì 14 người đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vì đã uống rượu tại chính đám tang của người xấu số vừa ra đi vì ngộ độc rượu này. 14 người nhập viện do khó thở, co giật, chóng mặt, trong đó 5 người đang nguy kịch, thưa quý vị. Ông Huỳnh Văn Dẫn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho biết vụ ngộ độc xảy ra tại một đám tang trong xã, tổ chức từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 5 tháng 11. Trong số người bị ngộ độc có 5 người bị nặng là thân tộc của người mất, dự và đãi khách xuyên suốt đám tang. Vị lãnh đạo này cũng cho biết có hơn 150 người viếng đám tang uống khoảng 100 lít rượu trắng được mua tại hai điểm bán trong xã. Hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu rượu còn sót lại tại đám tang và tại điểm bán để giám định. Nhưng vẫn chưa có kết luận. Trung tâm Y tế huyện An Biên xác minh được người mất trước đó tổ chức nhậu cùng 7 người bạn, sau đó có biểu hiện tức ngực, chóng mặt, tử vong ngày 2 tháng 11 khi đang chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Bệnh viện chẩn đoán nguyên nhân bệnh nhân tử vong có thể do ngộ độc rượu, song ngành chức năng chưa xác định rượu nạn nhân mua ở đâu. Những người từng nhậu cùng người mất chưa có biểu hiện bị ngộ độc. Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Kiên Giang hiện đã phối hợp với ngành chức năng điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc này. Tiếp theo sẽ là những thông tin liên quan đến an ninh trật tự. Thưa quý vị, theo tố giác của vợ chồng một người dân ở xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, một nhóm người lạ mặt đã kéo đến san bằng hàng rào vườn cây lâu năm của gia đình rồi lớn tiếng thách thức gọi công an, chính quyền tới. Hiện công an của xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang xác minh truy tìm nhóm người lạ mặt này. Theo trình báo của vợ chồng ông Nguyễn Quang An sinh năm 1966 và bà Trần Thị Thanh Nga sinh năm 1968, cùng trú xã Cửa Dương, vào ngày 15 tháng 10 vừa qua, một nhóm trên 20 người xăm trổ kéo đến thửa đất gia đình họ sinh sống ổn định hàng chục năm nay, ngang nhiên dỡ hàng rào, chặt phá vườn cây lâu năm. Hình ảnh và đoạn clip được người nhà bà Nga quay lại cho thấy khi bà ngăn cản, một đối tượng đã tấn công bà té ngã. Sau đó, nhóm người này tiếp tục xây dựng hàng rào bê tông dài khoảng 100 mét, một công trình nhà tạm ngay trên vị trí đất của gia đình bà Nga. Nguyên nhân mâu thuẫn bắt nguồn từ việc Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc, nay là thành phố Phú Quốc, đã vẽ sơ đồ hiện trạng mảnh đất giáp ranh không giống ban đầu, được cho là chồng lấn lên đất của ông An bà Nga, gây tranh chấp giữa hai bên. Hai đối tượng gồm Nguyễn Quang Nghĩa, 31 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, và Cao Thanh Hân, 38 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Cả hai đã thông đồng gian dối, hứa hẹn xin chuyển công tác từ Quảng Nam về Đà Nẵng cho một người. Mặc dù không quen biết với bất cứ lãnh đạo cấp cao nào ở Quảng Nam, Đà Nẵng, nhưng Nghĩa và Ân vẫn bàn bạc thống nhất để lấy lòng tin từ bị hại, khiến người này đồng ý chuyển tiền. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020, tổng số tiền bị hại chuyển cho Nghĩa và Ân là 225 triệu đồng. Chờ mãi không có kết quả chuyển công tác, bị hại trình báo cơ quan công an. Nghĩa và Ân thừa nhận không hề quen biết và cũng không có khả năng chạy xin chuyển công tác, mà chỉ lấy số tiền có được, chia nhau trả nợ, tiêu xài cá nhân. Vụ việc đang tiếp tục được công an quận Cẩm Lệ điều tra mở rộng. Thưa quý vị, đây là một người đàn ông quốc tịch Mỹ sinh năm 1958, hiện tạm trú tại phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, đã thực hiện hành vi dâm ô đối với con gái riêng chỉ mới 11 tuổi của người tình. Đáng nói vì lo sợ người đàn ông này không chu cấp tiền cho hai mẹ con nữa, nên cháu bé đã để cho ông ta thực hiện những hành vi đồi bại với mình mà không nói với mẹ.
Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ Nguyễn Mắc, tên thường gọi là Lộc 64 tuổi, quốc tịch Mỹ, tạm trú tại quận Ngũ Hành Sơn để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Trước đó, cơ quan chức năng nhận được đơn của một phụ nữ 40 tuổi tố cáo ông Lộc có hành vi dâm ô đối với con gái 11 tuổi của bà. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2012, người phụ nữ này và ông Lộc có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn. Ở cùng nhà có con gái riêng của người phụ nữ. Trong quá trình chung sống, lợi dụng những lúc người mẹ vắng nhà, ông Lộc thực hiện hành vi dâm ô với cháu bé. Cháu bé không dám nói với mẹ. Sự việc sau đó được người mẹ phát hiện và làm đơn tố cáo. Liên quan đến vấn nạn trộm cắp đang gia tăng chóng mặt vào dịp cuối năm, một gã đàn ông trung niên ngụ tại tỉnh An Giang, mặc dù đã có đến 4 tiền án nhưng vẫn không hề có chí hoàn lương, tiếp tục đột nhập trường đại học trộm tài sản và vừa bị công an bắt giữ lần thứ 5. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Huy Phú, sinh năm 1975, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra, Phú có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được hơn 1 năm. Vào trưa 27 tháng 10 vừa qua, Phú lợi dụng giờ nghỉ trưa đã lẻn vào phòng học tại trường đại học ở huyện Long Hồ để lấy trộm tài sản. Sau khi lấy được bộ máy chiếu dùng trong giảng dạy, Phú giấu vào trong ba lô. Phú tiếp tục vào phòng học khác để lấy thêm máy chiếu thì bị nhân viên của trường phát hiện, tri hô bắt giữ. Còn tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hai đối tượng là cựu học sinh nửa đêm đột nhập vào một trường học trên địa bàn thành phố, trộm cắp 16 chiếc máy tính xách tay. Theo camera an ninh ghi lại, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, hai đối tượng trùm kính mặt, đeo găng tay, treo tường đột nhập vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Du ở phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau đó, hai đối tượng này đã kéo cửa sổ vào 7 lớp học, lục lọi lấy 15 chiếc máy tính xách tay của học sinh và một chiếc của giáo viên cùng số tiền gần 500.000 đồng. Vào cuộc điều tra, công an xác định nhóm đối tượng gây án đã trốn ra tỉnh Vĩnh Phúc và bắt giữ hai đối tượng. Đó là Nguyễn Văn Tài, 17 tuổi, trú huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk và Lý Văn Khánh, 16 tuổi, trú huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Điều đáng chú ý, vào năm 2020, Tài đã một lần đột nhập trường học trộm cắp nhiều tài sản nhưng chưa đủ tuổi xử lý hình sự nên được giáo dục tại xã. Sau khi lấy được số máy tính trên, các đối tượng đã mang 6 chiếc tiêu thụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Số máy tính còn lại được đem ra thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tiêu thụ. Mới đây tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra một vụ cướp tài sản. Một nam thanh niên bịt mặt cầm dao, súng nhựa xông vào yêu cầu chủ tiệm tạp hóa đưa tiền. Nhưng rất may chủ tiệm đã kịp thời tri hô cùng với người dân vây bắt nghi phạm, giao cho cơ quan chức năng. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 6 tháng 11, một đối tượng bịt mặt đã dùng dao, súng nhựa đe dọa yêu cầu chủ một cửa hàng tạp hóa đóng tại thị trấn Trần Cao đưa tiền cho y. Trong lúc hoảng loạn, chủ cửa hàng đã bỏ chạy, đồng thời tri hô để mọi người xung quanh cứu giúp. Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó đã nhanh chóng bao vây khống chế đối tượng rồi báo lên cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương tới hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự và đưa đối tượng về trụ sở. Được biết, nghi phạm bị bắt tên là Phạm Đức Tỉnh, 29 tuổi, sinh năm 1993, trú tại xã Nhật Quang, Phù Cừ, Hưng Yên. Nghi phạm Tỉnh là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, ham chơi bời. Một tai nạn hy hữu đã xảy ra với một người phụ nữ cố chống chân dừng xe máy để chờ đèn đỏ. Sự việc được camera gần đó ghi lại khiến cho ai nấy cũng ngỡ ngàng. Vậy người phụ nữ này đã gặp phải tai nạn gì và nguyên nhân do đâu? Mời quý vị cùng xem clip. Cụ thể, tại ngã ba đường, các phương tiện giao thông đang dừng xe chờ đèn đỏ. Khi chuẩn bị chống chân để dừng xe, người này đã bị ngã sang bên đường và lộn nhào xuống mương thoát nước gần đó. Thấy sự việc bất ngờ xảy ra, những người xung quanh nhanh chóng xuống xe để giúp đỡ người phụ nữ này. Nhiều người phán đoán nguyên nhân vụ tai nạn này có thể vì áo chống nắng mắc vào chân trụ xe hoặc giày cao gót bị mắc vào cạnh xe máy. Khi chiếc xe bị nghiêng thì người phụ nữ cũng không thể làm chủ tình thế được. Tiếp theo là vụ tai nạn xảy ra tại Di Linh, Lâm Đồng. Một học sinh đã gây ra tai nạn nghiêm trọng cho nhiều người khi vô tư điều khiển xe máy sang đường mà không quan sát. Theo camera ghi lại cho thấy, em học sinh điều khiển xe máy sang đường bất cẩn khiến tài xế xe tải đi phía sau đang phóng tốc độ cao đã không kịp xử lý tình huống. Cú phanh gấp không đủ lực đã khiến xe tải tông thẳng vào em rồi lao sang làn đường bên cạnh, trúng vào một người đàn ông đi xe máy phía làn đường đối diện. Hậu quả, người đàn ông mặc áo xanh đã không qua khỏi sau đó. Em học sinh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Một đôi nam nữ tuổi trung niên bước vào cửa hàng sữa và sau một hồi quan sát liền tung chiêu ảo thuật qua mặt chủ cửa hàng, sau đó ung dung rời đi với chiến lợi phẩm. Được biết sự việc xảy ra tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương.
Cặp đôi nam nữ trung niên vào cửa hàng mua đồ. Thấy chỉ có một mình chủ tiệm nên cặp đôi đã nảy sinh ý định trộm cắp. Người đàn ông làm nhiệm vụ đứng che chắn để người phụ nữ đứng phía sau thò tay trộm hộp sữa trên kệ, bỏ vào túi đồ đang cầm. Thao tác khá nhanh khiến chủ tiệm không phát hiện ra. Thực hiện thành công, bộ đôi ra xe tẩu thoát. Thưa quý vị, Cà Mau được xem là vùng thủ phủ của tôm, cua của cả nước. Ở đây bà con đều đặt cống để thay đổi nguồn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản và tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hoạch các loại thủy sản. Trước nhu cầu của thị trường, một cặp vợ chồng ở huyện Ngọc Hiền, tỉnh Cà Mau đã nghĩ ra cách làm cống sổ tôm bán chạy nhất vùng cực nam của Tổ quốc. Những chiếc cống nặng hàng chục tấn được làm ra như thế nào? Xin mời quý vị cùng đến với huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau để xem cận cảnh quy trình thực hiện nhé. Bén duyên với nghề làm cống sổ vuông nay đã 16 năm hơn. Từ nghề cha chồng truyền lại thì rời quê đất Bắc, đến với vùng đất Ngọc Hiển Cà Mau lập nghiệp cách đây vài chục năm. Giờ đây nghề này không chỉ là nghề nuôi sống cả gia đình của anh Đạt, chị Thúy. Đó còn là niềm tự hào của hai vợ chồng khi sản phẩm của mình luôn được bà con vùng cực nam của Tổ quốc ưa chuộng. Cái nghề này là do ông bố chồng tôi, trước khi ông vô đây là ông đi cắt nhà, rồi ông tìm tòi, tìm hiểu ra, tìm về cái nghề này, và bắt đầu là đi tìm hiểu là làm tôi tới giờ đó. Nghề làm cống vốn vất vả, nặng nhọc, bởi hàng ngày người thợ phải làm bạn với cát, đá, xi măng nặng hàng tấn. Đoàn rất thành quen, giờ đây chị Thúy như những người thợ thực thụ, hết phụ việc bưng bê cát đá xi măng để anh Đạt trộn hồ làm cống. Chị đã chuẩn bị những chiếc khung sườn cho những chiếc cống mới. Công việc cứ thế liên tay, để sau 3 ngày, một chiếc cống có trọng lượng từ vài tấn đến hàng chục tấn vẫn đều đều xuất xưởng. Cực, trời ơi, làm không có nổi luôn á. Nhưng mà từ từ riết mình quen, mình làm riết chứ nghề này đâu có dành cho phụ nữ đâu. Nghề này là nghề đàn ông, là nghề nặng nhọc. Nhưng mà tôi làm riết tôi quen á. Chung làm vuông ở đây là 100% ở vùng cái Ngọc Quỳnh Huyện hay là Nam Căn gì đó, thì là làm vuông sổ tôm. Cái cống này thì cần có một cái bửng là vách ngăn, thì khi nào mình muốn sổ xả nước ra hoặc là mình sổ thì mình kéo vách ngăn nó lên để cho nước trong vuông nó chảy ra, ở ngoài mình chặn một cái lú, đó là tôm cua nó sẽ chui vào cái lú đó. Ở vùng Nam Căn Ngọc Hiển thường bà con có diện tích đất nuôi tôm lớn, vì vậy cống sổ tôm thường có chiều ngang từ 1 đến 2 mét, dài từ 10 đến 20 mét và nặng hơn 10 tấn. Để thuận tiện cho việc di chuyển cống đến được các vuông tôm, ngay từ khi thi công, anh chị đã nghĩ ra cách đổ cống ngay trên chiếc phà có công suất lớn để dễ dàng vận chuyển đến nơi lắp đặt cho người mua. Một chiếc cống thì nó đồng khoảng là 10 mấy 20 tấn. Kể cách tôi vận chuyển tới nhà ta lắp đặt thì tôi chạy nguyên chiếc phà cả cống tới nơi. Rồi tôi bịt hai đầu cống lại, lắp dán, chét đất cho nó không chảy nước. Rồi thế là tôi nhận chìm chiếc phà xuống, có những cái phi để mà cột quanh những cái cống ấy, cho cái cống nó nổi lên, nó giữ thăng bằng. Là để cho vô cống nó dễ hơn, chắc là nó không bị lật nghiêng ngửa này kia. Ngày này thấy vậy chứ cũng theo mùa, đông keng thường rơi từ tháng 4 đến 10. Những mùa khác vẫn làm nhưng số lượng xuất xưởng ít lại. Mỗi năm gia đình anh Đạt, chị Thúy xuất xưởng khoảng 150 sản phẩm với giá thành mỗi mét vuông là 2 triệu 300 ngàn đến 2 triệu 400 ngàn đồng. Bao gồm khâu lắp đặt mỗi năm, gia đình anh chị thu nhập vài trăm triệu đồng từ nghề làm cống. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An ngày hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Bích Hồng và Quang Huy xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng nóng 24 giờ và kính chào tạm biệt quý vị.